Chào các anh em nha. Hôm nay mình kể cho anh em một câu chuyện về cây vũ sữa đột biến mà mình phát hiện ra. Cây này có cái hoành là 425, cao lên 4,5 m. Cây có thuế như hình như cái video mình đang cây đây. Để mình quay toàn cảnh cái cây này cho anh em coi được. Rồi mình mới đưa một cái câu chuyện kể cho anh em biết về cái sự tích của cái cây này nha. Đây, cái mặt sau của nó nhìn cũng bình thường thôi, không có gì cả. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành như vậy trước. Trước khi vào câu chuyện thì mình sẽ quay lại toàn thể cái góc nhìn đường trước này cho anh em bình phẩm nhé. Hoành đế trên 8 m, hoành gốc 4,25 m, cao lên 4,5 m. Cây có hai màu trái. Nhìn thân nhánh là anh em này tiếp tục nhìn lại một lần nữa. Đây là một cái nhánh có trái khác. Đây là một nhánh có trái tím. Đây là một nhánh có trái xanh. Đây là một nhánh có trái xanh. Đây là một nhánh có trái tím. Cây này anh em có thể chơi hàng độc, thuộc dạng là cây vú sữa độc nhất Việt Nam, hay là cây vú sữa cổ cái nhất Việt Nam, hoặc cây vú sữa to nhất Việt Nam, hoặc cây vú sữa cổ thụ nhất Việt Nam đều được. Câu chuyện như sau. Đấy, mình vào một cái thời điểm mình đi mua cây thì có người kêu mình đến mua cái cây này và họ đã chặt bỏ hết rồi. Lý do là cây này mang đến cái niềm xui cho gia đình. Cây nó cho ra hai màu trái cho nên họ không thích, họ chặt bỏ đi. Họ đã chặt đi hết rồi, họ đã kêu người đến cưa hết các cái nhánh đi. Nhưng cái gốc quá to, sau 2-3 năm sau còn cái gốc quá to, máy cưa không được, nó bị gãy, cưa lên họ không cưa. Nên rất may cây vẫn còn. Sau gần 3 năm sau thì gặp mình và họ rất là mừng vì mình chấp nhận mua cái cây này mang về. Câu chuyện kể như rằng ông lão, mình gặp ông lão 80 tuổi, kể là hồi xưa ông nội của ông ấy, cái thời mà ông nội của ông ấy ha, nghe ông bố kể lại là ông nội của ông nói là cây được trồng trước thời Pháp thuộc rất là lâu, nên là cây bị bom đạn rơi trúng làm bị biến đổi nhiễm sắc thể, bị chất độc màu da cam ấy. Khu ở trên cái khu Tây Nguyên, anh em biết là cái khu vực dãy Trường Sơn ấy, là bị giải thảm cái chất độc da cam rất là nhiều, và cây này nó cũng bị ảnh hưởng cho nên nó bị biến đổi gen ở trên trong ha. Nó làm cây bị biến đổi, thay đổi cái trạng thái. Là nghe là như vậy và họ nghĩ rằng nó rất là xui xẻo nên họ chặt bỏ, nhưng không có ai đào bỡ bướng hoặc cưa cái gốc cho họ. Mình tới và mình kêu thợ cưa mang đi. Cây này họ bán cho mình có 2 triệu thôi, nhưng mà tuy nhiên cái công vận chuyển và quá trình ở đấy để cả tháng trời mới mang được cây về, rất là cực khổ và tốn kém các bạn nha. Và mình đã mang được cây to và có cái 5 tuổi, phải nói là hàng nhất Việt Nam, to cũng thuộc dạng hàng nhất Việt Nam. Và độ cổ quái của nó cũng vậy. Vì lại thêm một cái vấn đề nữa là biến đổi gen. Theo cái lời kể của ông cụ 80 tuổi thì cây này phải tính ra là trên 200 năm rồi. Đúng không ạ? Trên 200 năm. Và mới bị cưa nhánh cách đây gần 3 năm. Lại cưa bỏ đi, nhưng mà cái gốc quá to, máy cưa không nổi, nó bị hư, người ta không đồng ý cưa. Sau này mình kêu luôn cái máy cuốc vào cuốc luôn máy cưa, sau đó mới dùng đến máy cưa để tỉa cái rễ thì cũng phải hư hết mấy cái sợi sên ấy thì mới cưa được nha. Nó già đến nỗi mà nó cứng, mà sên nó mòn mà. Cưa được một nhánh gốc thôi là một cái rễ của cái gốc ấy, là nó muốn hư luôn cả cái lưỡi cưa rồi, phải thay lưỡi cưa khác.
ba cái cây này thôi mình mang về là gần chục cái lưỡi cưa đấy. Anh lại gọng với anh em ở trên đó không biết làm, anh em không chuyên nên là không biết làm, nên nó thôi mình thấy lâu quá 3 4 ngày xong rồi lại còn chờ đợi tùm lum cả 10 ngày. Mình kêu luôn máy cuốc vào cuốc tốn hết giờ hình như 7 triệu cái tiền máy cuốc, kêu thêm thằng cáu vào nó lấy 10 mấy triệu, lúc đấy cáu nó chặt chém hơi bị nặng gần 15 triệu, cáu lên không đủ để phải cưa lại tùm lum chặt chém mình nơi xa nữa, tới bị chặt chém ngọt luôn, chặt chém đẹp luôn, và cuối cùng thì nó cũng về được cái vườn nhà mình, một cái cây vú sữa gọi là đột biến gen cổ quái nhất Việt Nam. Hôm nay giới thiệu đến anh em nào mà muốn chơi hàng cổ quái thì inbox cho mình để mình cho cái giá để anh em có thể giao lưu nhé. Chào anh em nha.